Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin quân sự mới nhất. Việt Nam mua thêm trực thăng mới từ Nga. Theo hình ảnh chiếc trực thăng vận tải đa dụng MI-171E đang trong giai đoạn hoàn thiện tại nhà máy Ulen UD, được truyền thông Nga đăng tải. Đây là dòng trực thăng ưu Việt do Nga sản xuất, được cho là chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam. Mi-17 cũng như biến thể Mi-171 là dòng trực thăng vận tải đa dụng hạng chung hàng đầu thế giới do Nga sản xuất, phương tiện này cũng có trong trang bị của không quân nhân dân Việt Nam. Việt Nam đã có kinh nghiệm khai thác, sử dụng các dòng trực thăng đa dụng của Nga từ Mi-8 tới Mi-171. Những chiếc máy bay lên thẳng nói trên được đánh giá cao ở độ tin cậy cũng như giá thành cạnh tranh. Do nhiều máy bay đã trải qua thời gian dài sử dụng, cũng như nhu cầu mở rộng phi đội trực thăng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đã có thông tin dự đoán Việt Nam sẽ đặt hàng trực thăng MI-171E thế hệ mới của Nga. Điều này có vẻ sắp trở thành hiện thực khi mới đây báo chí Nga đăng tải hình ảnh cho thấy một trực thăng Mi-171E đang được hoàn thiện tại nhà máy Ulen Ude, được cho là sắp hoàn thiện để bàn giao cho Việt Nam. Mi-171E là một phiên bản hiện đại hóa của gia đình Mi-8-17 do nhà máy chế tạo trực thăng Ulen Ude của Nga sản xuất. Nó mang trong mình nhiều đặc điểm vượt trội so với các thế hệ cũ. Nhà sản xuất cho biết Mi-171E được tích hợp động cơ cùng hệ thống cánh quạt hoàn toàn mới giúp cho chiếc trực thăng hoạt động ổn định hơn, đi kèm khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Mi 171E được trang bị cánh quạt chính 5 lá và cánh quạt đuôi mới hình chữ X chế tạo từ vật liệu composite, kèm bộ triệt âm nâng cấp, động cơ VK 2500 PS03 với hệ thống điều khiển kỹ thuật số kiểu FADEC cùng thiết bị cân bằng cải tiến đi kèm khung sườn cứng vững hơn. Ông Leonid Beli, giám đốc Ulen Ude cho biết, với các thiết bị mới, MI-171E sẽ được tăng tốc độ tối đa mở rộng tầm bay và tải trọng trong ngoài lớn hơn. Đồng thời, nâng cao độ tin cậy, ổn định cho các chuyến bay ở độ cao lớn, nơi không khí loãng và ở những vùng có nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, cách bố trí cánh quạt đuôi và cánh quạt chính hoàn toàn mới, giúp giảm đáng kể mức độ ổn. Chúng tôi hy vọng rằng dòng trực thăng hiện đại hóa này sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của đối tác truyền thống cũng như những khách hàng mới. Tất cả cấu kiện của hệ thống vận chuyển chim Mi 171E đều nhẹ hơn, có nguồn cung dồi dào giúp giảm bớt sự phức tạp trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Hệ thống làm tan bằng kỹ thuật số trên các cánh quạt chính và cánh quạt đuôi cũng là một trong những điểm mới của Mi 171E. Động cơ VK 2500 PS03 với chế độ khẩn cấp có công suất cực đại lên tới 2.700 mã lực, tăng 1,5 lần so với thế hệ trước. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số FADSC giúp giảm đáng kể trọng lượng và kích thước của các khối thiết bị điện tử cũng như cáp nối, đảm bảo đồng bộ với hoạt động của động cơ. Điều này cho phép duy trì hiệu suất hoạt động tối ưu của động cơ ở mức tiêu thụ nhiên liệu ít nhất. Hệ thống máy phát điện phụ mạnh mẽ, Safin 5K trên G, Mi, công suất 20kW, cho phép khởi động động cơ chính dễ dàng hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài nhiệm vụ vận tải, trực thăng Mi 171E còn có thể mang theo bom, bình đốc két, post súng máy gắn ngoài để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực mặt đất. Độ tin cậy và tính năng của Mi 171E, ưu việt tới mức, Trung Quốc dù đã sản xuất được nhiều loại trực thăng với tính năng khá tốt nhưng mới đây vẫn phải nhập một lô lớn Mi 171E để trang bị cho các đơn vị tình nguyện của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.